Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm, đấy là dàn lạnh của Cialis Santida 2006. Hàng của hãng Formulua Thái Lan. Mã sản phẩm của nó là 977-9700-0010. Nó được đây là cái lô nó sản xuất và đây là ngày nhập. Sẽ khui để các bác xem bên trong của nó nhé. Xe này khi mà đến với cả bên em là có hiện tượng không mát, mát không sâu. Khi kiểm tra hết một loạt hệ thống thì kỹ thuật viên bên em báo về là nó bị hỏng, bị hở một đường rất là sát ở bên viền, dẫn đến là điều hòa không mát. Và đây là em nó, trông rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Dàn này nó sẽ có kích thước là 22-20 và dày 4cm. Đây là chuẩn, kích thước chuẩn theo dàn theo xe luôn ạ. Đây, hãng Formulua Thái Lan Lisantida 2006 đến 2008. Các bác cần hỗ trợ tư vấn liên hệ với em theo số điện thoại 0769086333. Thay thế tư vấn, hỗ trợ lắp đặt, kiểm tra tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Em xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian xem video của em.